Hello, Miss Chang. Hello, Miss Huyền. I am very happy to receive your video, and now I'm going to give you some feedback relating to your pronunciation and grammar. Okay, let's get started, and please allow me to switch back into Vietnamese so I can make myself most understood. Let's go. I have been following your Facebook. Đầu tiên có thể thấy là Huyền có cái độ fluency từ cái phần đầu này rất là tốt. Tuy nhiên thì sau đấy thì em phải vừa nghĩ vừa đưa ra những cái thông tin khó khăn hơn, thách thức hơn ở trong cái bài nói của mình. Vì vậy thì phần fluency có giảm xuống theo thời gian một chút, đồng thời là có hơi bị lặp ý, repetition một chút. Khi mà em nhắc đến chuyện là em có thể communicate with foreign people. Về tiểu tiết hơn, chi tiết hơn thì phần pronunciation, em chú ý giúp cô là cái phần stress, phần trọng âm. Ở đây ví dụ như từ Facebook hay là từ follow thì mình vẫn đang bị nói giống tiếng Việt, tức là Facebook, follow. I have been followed your Facebook for about a year now, and I'm really happy to know that you're opening new classes. Thì rõ ràng là từ khóa 1, khi mà mình trồng cái cây tiếng Anh ấy, là em sẽ được sửa những phát âm của những lỗi mà em hay mắc. Cho nên đầu tiên là em nên bắt đầu từ pronunciation. Nó chiếm 1/4 trong số điểm của speaking IELTS. Đồng thời thì pronunciation của em tốt ấy, nó sẽ làm cho em nghe tốt. Mà kỹ năng nghe thì cô luôn là mong muốn mọi người lên được đến 8.0 đến 9.0. Cho nên rõ ràng là phát âm chuẩn nó sẽ là lợi thế cho rất nhiều kỹ năng khác. Chúng ta tiếp tục nhé. For a year. So now I'm so happy to hear that you are open. To hear that actually. Chắc là vì mình nói nhanh quá nên bị quên mất một chút thôi. Ở đây sẽ là to hear thay bằng to hear thay bằng thầm to hear, đúng không? Vì hear là quá khứ và hear là hiện tại, thể hiện là động từ đang là trạng thái nguyên thể. In the IELTS class, and I hope that I'm suitable for your class. Từ đáp em rất là đẹp. Suitable. Cứ từ nào có 20 tiết trở lên trong tiếng Anh thì mình luôn nhấn nhá, vì trọng âm và âm tiết là linh hồn của ngôn ngữ này. Name is Huyền, and my full name is Hoàng Thị Huyền, and you can call me Anna. I was born in 1997. Okay. Ôi em rất là trẻ đúng không? Sinh năm 1997. I was born. Ở đây em hãy chú ý là em đang bị nói thành born như thế này, tức là cô cảm nhận được lưỡi có căng lên rồi nhưng mà chưa tạo thành âm R rõ ràng. I was born in 1997. And now I'm 25 years old. I 25 thì em hãy chú ý là 25 years old. Ở đây âm phải rõ hàng hơn nhé. I have been living in Hanoi for 2 years, and at the moment I am an educational consultant, and I'm selling. Ở đây thì cô giáo không nghe rõ là cô nghe được là educational gì đó, nhưng mà cái từ quan trọng nhất là tên của nghề nghiệp em, hình như là counseling hay là counselor thì cô chưa được nghe rõ lắm, vì vậy thì em có thể làm rõ lại giúp cô nhé. The course for the kids from 3 to 9 years old. And now I need to learn the IELTS because of some reason. Thực ra thì trong tiếng Việt mình nói là tôi học IELTS vì những lý do sao, nhưng mà trong tiếng Anh thì người ta không có dùng reasons, bởi vì là mình có reason trước rồi mình mới học IELTS. Còn học IELTS để làm một điều gì đấy thì mình nhắc đến purpose. Vậy là mình có thể nhắc là I want to learn IELTS for the following purposes. Firstly, I want to change my job. I need the IELTS certificate to find another job. And I think if I have the IELTS certificate. I can find a good job with high salary. Secondly, I want to improve myself. I think one of the best ways to improve
to improve. Oneself is that learn the new language. Okay, and exactly. I think I like English, and maybe learning the English language, maybe okay. learn English is easier than another language. Because other I have learned the base course, and I can communicate with the with an easy situation. I think English is easier than another language. Finally, I like to communicate with foreigners, and I think if I can speak English fluently, I can communicate with them, and furthermore I can travel alone without the tour guides, and I can explore the culture by myself. Yeah, that's all. And now my band score, I have done the IELTS test. Cô có thể cảm nhận được là em sẽ cần thêm thời gian để có thể làm trôi chảy lời nói của mình, tức là mình suy nghĩ trực tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn. Để làm được điều này thì cô thấy là những khóa cơ bản ở industry hiện tại ấy, bao gồm là seat này, là sẽ chắc chắn là giúp cho em được cái phần phát âm và nghe là tốt này. Sau đấy lên đến root thì sẽ giúp cho em nói câu ghép được tốt hơn. Hiện tại thì cô đã thấy em đã có những cái linking words như là if hay là furthermore, firstly, secondly. Tuy nhiên thì các vế câu để tạo thành câu ghép có thể phản xạ ra mạnh nhanh hơn nữa thì mình cần thời gian để làm việc ở những khóa cơ bản này. Sau đấy thì em mới đi lên để học khóa doping này, language skill này, là những khóa truyền nghề mà cô sẽ hướng dẫn để giúp cho em tăng cường cái khả năng thuyết trình của mình, vì đây sẽ là một trong những phần mà giúp đỡ mạnh mẽ cho phần speaking và writing trong IELTS. Sau khi em học các khóa truyền nghề xong là có 4 khóa tất cả thì em mới lên học IELTS. Thì lúc này học IELTS là mình chỉ học trong 4 tháng, mỗi tháng một kỹ năng là sẽ đi thi luôn. Và tiêu chí của em cũng là ngày này năm sau là thi mà, như em chia sẻ thì cô thấy là lộ trình như này em sẽ có thể bắt đầu ngay từ cơ bản lên đến trên này là sẽ đủ đến để có thể chúng ta gặp gỡ nhau ở khóa dropping, vì ở những khóa dưới thì sẽ có cô Nhung là phụ trách, là giáo viên chủ nhiệm của những khóa này, sẽ dìu dắt cho em được nền tảng cực kỳ chắc chắn. Thì em hãy cân nhắc về điều này nhé. Xin cảm ơn Huyền và hẹn gặp lại Huyền ở các khóa học tại English Stream Method.